Ok anh em, trở về với road test nha. Hôm nay chúng ta có con gì đây? Vẫn là con Faraday filter phaser màu bạc. Nghe có phải là ác mộng đấy. Nó đã quay trở lại sau mấy lần tôi đã đi luôn. Ui giời ơi. Cùng với đó là Mass. Cùng với đó là Grand Prix củ chuối này. Nhưng mà không sao cả. Tôi sẽ cho review nha. Nơi để cho anh em kiếm kiếm sống đấy. Cũng bắt đầu rồi anh em ơi. Video tập đầu nên tôi sẽ làm một ván thôi nhá. Và sao em cứ chơi nha. Mục đích của anh em bây giờ phải mở khóa, ít nhất phải mở khóa được con xe này thôi. Không cái nào khác cả. Lần trước đã thua bây giờ thì lần này nó sẽ mới này. Đúng rồi, nó sẽ bị reset mà này. Đúng không anh em ơi? Nó có reset hay không? Thì chúng ta đã có câu trả lời đấy. Và nó có reset từ đầu luôn. Bản loan nó sẽ reset lại từ đầu luôn. Rotate đã quay trở lại rồi đây. Cay nhiều vào. Cơ hội kiếm xe của anh em đây rồi. Yep. Và đó là hội kiếm xe đây. Chinh phục lại cả cái hành trình này. Ui rồi ôi. Rốt tuét coi này. Ui rồi ôi. Còn đúng 438 token nữa là ngon rồi. Nhưng mà thôi, tôi chỉ đến đây nhá. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh vào những buổi sau nha. Bye bye.